Binh đô hộ nước ta làm nhiều chuyện bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm được. Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng. Long quân sai rùa vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm. Nếu ai đó lần đầu tiên đến thăm Hà Nội, nhất định sẽ phải đi dạo một vòng hồ Hoàn Kiếm, ăn một que kem Tràng Tiền hoặc vào nhà hàng Thủy Tạ ven hồ thưởng thức kem ly. Thương hiệu Thủy Tạ không quá đình đám như kem Tràng Tiền nhưng nó có lịch sử hơn 60 năm đồng hành với Hà Nội. Tề Lê Thánh Tông có một yếu đài được xây dựng trên hồ Luồn này để vua câu cá. Đến thế kỷ 17-18 thì chúa Trịnh cho xây đình Tả Vọng nhưng đến người Nguyễn thì không còn vết tích gì nữa. Đến năm 1883, sau khi Pháp hạ Hà Nội, dân quanh đây hơ tán hết, chỉ còn lại Nguyễn Ngọc Kim, người giữ chức dịch là ngụ tự Pháp được cử làm trung gian giữa Pháp và Việt. Ông còn được gọi là Báo Hậu Kim. Năm 1886, ông thấy Gò Hẹp vừa phong thủy còn đẹp nên quyết định xây tháp này sau này để chôn cất cha mình ở đấy. Tháp rùa được hoàn thành những nguyện vọng ban đầu của ông nhưng không thành. Ban đầu tháp được tên là Tháp Báo Hậu Kim. Tháp rùa này đổi tên thành tháp rùa như bây giờ. Với vị trí đẹp nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, bất kỳ du khách nào đến Hà Nội cũng thấy tháp khiến ngọn tháp này dù nhỏ bé nhưng cũng trở nên vô cùng nổi tiếng. Cửa lớn được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành đúng ngay dịp lễ Giáng sinh năm 1887. Đây là một trong những công trình kiến trúc phương Tây đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội. Từ trước đến nay, nhà thờ lớn thu hút những người dân và du khách nhập từ phương đến đây không chỉ bởi ý nghĩa tín ngưỡng, tôn giáo mà còn là nhiều nét đặc biệt trong kiến trúc và lịch sử của nó. Nhà thờ lớn tọa lạc tại điểm giao nhau giữa ba con phố lớn là phố Nhà Trung, Lý Quốc Sư và phố Nhà Thờ. Thank you.
viên Lenin trước đây được gọi là vườn hoa Chi Lăng. Trong dân gian, người Hà Nội vẫn thường gọi đây là vườn hoa Canh Nông, do người Pháp xây dựng vào thời Pháp thuộc và đặt tên vì vậy vì ở đó từng có một bức tượng hình người nông dân kéo cày. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2003, vườn hoa Chi Lăng được gắn biển đổi tên thành công viên Lenin. Tên này chụp với công viên Lenin hay còn gọi là công viên Thống Nhất đấy. Nó nằm trên phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu. Bé, mẹ mình hay cho mình ra đây để đi xe máy, xe ô tô đồ chơi như mấy em kia đang chơi dưới kia kìa. Lăng Bác là nơi gìn giữ thi hài Hồ Chí Minh. Lăng được chính thức khởi công vào ngày 2 tháng 9 năm 1973 tại vị trí lễ đài của cũ giữa quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh chủ trì các cuộc meeting. Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, nằm trên đường Hùng Vương. Quảng trường này còn là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa cậu Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội hay tòa nhà Quốc hội Việt Nam còn có tên gọi khác là Hội trường Ba Đình mới, là trụ sở làm việc và là nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại khu trung tâm chính trị Ba Đình. Và nhà tọa lạc trên đường Độc Lập, nhìn ra quảng trường Ba Đình, đối diện với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nằm cạnh khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tòa nhà là công trình công sở có quy mô lớn và phức tạp nhất được xây dựng tại Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, với kiến trúc hiện đại thích hợp với giải pháp ứng công dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến và phức tạp. Chủ tịch là nơi làm việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Tòa nhà nằm trong khuôn viên của khu phụ Chủ tịch, gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình. Đây là nơi diễn ra các lễ đón nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ đến thăm chính thức Việt Nam.
Hồ Tây. Trước đây còn có những tên gọi khác như Đầm Sa Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, là một hồ nước tự nhiên lớn nhất trong nội thành thủ đô. Theo sử sách lưu lại, Hồ Tây đã tồn tại từ thời đại vua Hùng Vương. Lúc bấy giờ, nơi đây là một bến tàu giáp sông Hồng. Theo các chuyên gia địa chất, Hồ Tây vốn là một đoạn của sông Hồng, nhưng sông đổi thành dòng chảy thì hồ nước ngưng đọng và trở thành hồ nước ngọt tự nhiên. Chùa Trấn Quốc có thể gọi nói là chùa nổi tiếng nhất thủ đô với quần thể kiến trúc đặc biệt được xây dựng trên hòn đảo Hồ Tây với 1.500 năm tuổi đời. Chùa Trấn Quốc là trung tâm thờ phụng Phật giáo của thành Thăng Long. Ngôi chùa này được bình chọn là một trong 16 chùa đẹp nhất thế giới do tài báo Daily Mail của Anh bình chọn. Cuộc đường phố ven sông còn là xuất phát từ ý tưởng của họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy. Một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long của nhân dân thủ đô Hà Nội. Công trình này đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2008. Tổ chức Guinness Thế giới đã công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới, xấp xỉ 3,85 km, đạt kỷ lục Guinness. Nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo là một nhà thờ công giáo ở Hà Nội. Công trình kiến trúc này có nhiều nét độc đáo, tạo thêm điểm chấm phá trong không gian đô thị Hà Nội. Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long, Đông Kinh và tỉnh thành Hà Nội. Di chỉ khảo cổ này là minh chứng sống động cho nền văn minh châu thổ sống sông Hồng trong suốt 13 thế kỷ. Bắt đầu tiền Thăng Long vào khoảng thế kỷ 7, qua thời Đinh và tiền Lê, phát triển mạnh dưới thời Lý, Trần, Hậu Lê đến triều Nguyễn và tồn tại mãi mãi đến ngày nay.
tù này được thực dân Pháp xây vào năm 1896 ở khu đất thuộc làng Hỏa Lò, chuyên làm loại ấm đất, xíu đất và các loại hỏa lò bằng đất đem bán khắp kinh kỳ. Lúc đó là ngoại vi thành phố quy mô lớn kiên cố loại bậc nhất ở Đông Dương. Năm 1899, nhà tù Hỏa Lò xây dựng chưa hoàn thiện nhưng đã phải đưa vào sử dụng ngay vì việc thực dân Pháp bắt hàng loạt người yêu nước đấu tranh chống lại chúng. Những năm sau đó, nhà tù thường xuyên được cải tạo, sửa chữa, tăng thêm những thiết phòng giam về tính chất là nhà giam, nhà pháp lý, nhà trình giới. Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp trang bị hết sức tối tân với các công cụ dùng cho hình phạt nặng nề và hiểm độc nhất với tù nhân. Đặc biệt, các tù nhân là những chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam. Nhà hát lớn Hà Nội là kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ thuật nằm trên quảng trường Cách mạng tháng 8 ở đầu phố Tràng Tiền, cách không xa Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Công trình được người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1901 và hoàn thành năm 1911. Theo mẫu nhà hát Opéra Garnier ở Paris, nhưng tầm nhỏ hơn là sử dụng những nguyên liệu phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Đây là sản phẩm của hai kiến trúc sư người Pháp Haier và Bayer, mang nhiều màu sắc. Đường nét kiến trúc của nhà hát lớn ở miền Nam nước Pháp có cách tổ chức mặt bằng, không gian biểu diễn, cầu thang, lối vào sảnh giống như nhà hát châu Âu thế kỷ 20. Mặc dù là một công trình kiến trúc mang tính chất chung, pha trộn nhiều phong cách, nhưng nhà hát lớn mà độ âm mang đậm lắm vẻ tân cổ điển Pháp. Đặc biệt ở kết cấu kiến trúc. Hồ Gươm, phía bên này có tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tượng đài thể hiện hình tượng người chiến sĩ quyết tử ôm pom ba cảng trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch cùng với người chiến sĩ tự vệ chắc tay súng ngơ và thiếu nữ Hà Nội đang kêu gọi đồng bào chiến đấu bảo vệ thủ đô. Ngày nay, cầu Thê Húc vẫn được người dân xem là biểu tượng của mặt trời, sự sống và hạnh phúc, không chỉ bởi sắc thái đỏ rực mà còn là bởi hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc để đón nhận toàn bộ sinh khí tươi sáng của một ngày mới. Cầu dẫn vào khu đền Ngọc Sơn, đền hiện nay được xây dựng từ thế kỷ 19. Lúc đầu được gọi là chùa Ngọc Sơn, sau đổi tên thành đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ có thờ thần Văn Xương Đế Quân là ngôi sao chủ việc văn chương qua cục và thờ Trần Hưng Đạo vì anh hùng có công phá quân Nguyên thế kỷ 13.
Vậy là chúng ta đã tham quan Hà Nội bằng một vòng xe buýt. Chuyến đi kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, giá vé cho một người là 100.000 đồng, áp dụng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên nhé. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội, các bạn đừng quên khám phá thành phố từ tầng 2 của chiếc xe buýt này, cũng thú vị lắm. Tạm biệt các bạn. Thank you.